mắm không ngọt, không ngọt hết. Đây là vừa vừa ăn theo khẩu vị của miền Trung. Kể ra là cũng lâu rồi đó, lâu rồi mà chưa dắt mọi người đi ăn bánh cuốn nem Ninh Hòa. Sẵn tiện thì mình dẫn mọi người đến chỗ này nè. Ở đây nước mắm thì phải nói là ở mức độ vừa phải, không quá ngọt, rất là hợp vị với người miền Trung của mình luôn. Là bạn ấy nào thích ăn bánh cuốn nem Ninh Hòa thì bơi bơi ngay vô đây. Đến quán này thì chắc cũng là quán ruột của nhiều bạn rồi đó. Ở đây thì đa phần các món cũng giống như các chỗ khác, là sẽ có nem nướng theo cây nè, nem cuốn theo phần và có nem chua nướng nữa. Về phương diện cành lá thì một phần nem nướng như thế này mình order từ 3 đến 4 người ăn á là 140 cành. Nhưng mà nếu như mọi người gọi theo cuốn như thế này nè thì 14 cành cho mỗi cuốn thôi. Nem chua thì mỗi vắt như thế này 5 cành. Mấy nếu ăn nem chua thì có hay ăn cùng với cái lá này không? Mình thì ăn không được, nhưng mà ăn không á thì cũng rất chi là ok la mà nhỏ. Phần nước chấm ở đây, nếu như mọi người có cơ hội thử thì mình thấy bạn nào mình ít thích ăn ngọt như mình thì khá là hợp vị nha. Chỗ này có tên là bánh cuốn quán cũ. Lúc trước ấy thì quán nằm ở địa chỉ 08 Trần Bình Trọng, nhưng nay đã dời xuống một xíu rồi, đối diện cổng sau của trường Nguyễn Văn Trỗi. Nói chung là mọi người chỉ cần di chuyển xuống một xíu, cách đâu đó 10 mét thôi là thấy quán ngay. Mình đã ăn no, còn chờ mọi người tới ăn thôi đó.